Bằng nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ đã được phân bổ 85 tỷ đồng để đầu tư đường giao thông cho hai thôn đặc biệt khó khăn là Tôn Ca Long A và Tôn Ca Long B tại xã Đạ Ban. Theo đó, công trình có chiều dài 10 km nối xã Đạ Ban đến hai thôn nói trên, thời gian thi công là 3 năm. Ngoài tuyến đường giao thông, trong giai đoạn 2017-2018, xã Đạ Ban cũng được hỗ trợ 32 tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện thắp sáng, trường học và trạm y tế cho nhân dân tại hai thôn Tôn Ca Long A và Tôn Ca Long B. Được biết, đây là địa bàn có 100% hộ đồng bào dân tộc sinh sống, được thành lập từ năm 2000, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, đặc biệt là hệ thống giao thông. Sự quan tâm hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.